lại có vong chèn nít đi theo. Ôi trời. Cái vong này là vong bằng vai với chị chứ không phải của chị. Có nghĩa là ba mẹ chị lúc trước có sơ sẩy. Có. Có đi theo chị. Ừ. Đọc kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho anh em huynh đệ này đi. Kinh Địa Tạng. Đúng rồi, kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho anh em huynh đệ này, để cho anh em huynh đệ này sớm được siêu thoát. Cái phần này ba mẹ chị thiếu sót thì bây giờ chị làm lốt đi. Chị thấy không, nhiều thứ trong sách mình học được lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực chất so đến thực tiễn thì không phải như vậy. Tam hợp thực chất là biến thành tam tai. Nếu mà người phụ nữ hoặc người đàn ông có một bàn tay khô và các đường chỉ đứt đoạn, ngày xưa chị lấy chồng chị phải chọn tam hợp chị mới lấy, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đúng ngày xưa thì hợp đấy, nó chỉ được giai đoạn đầu thôi, về cuối khác lắm. Đúng rồi em ạ, khác lắm, bây giờ khác lắm. Cứ nói được câu thứ nhất, câu thứ hai là sinh chuyện rồi. Cãi nhau, mâu thuẫn, cự cãi, càng già càng khó tính. Càng già càng khó tính, khó nết, rất là mệt mỏi. Nhưng mà em xem hai cái tuổi này liệu có bỏ nhau, có ở với nhau. Ôm nhau mà sống, không bỏ được. Ừ. Bởi vì mắc nợ nhau. Rồi. Không bỏ được. Và chị có muốn bỏ ông này cũng, ông ấy không cho bỏ. Ông bảo ok, bà khắc với tôi, cãi nhau, nhưng mà tôi cũng không buông tha bà ra đâu. Nhiều lúc muốn bỏ lắm em ạ. Mắc nợ nhau rồi. Vậy là cái kiến thức ngày xưa chị chọn, vậy bây giờ là sai hết đúng không? Ngày xưa chị cứ đi tìm tị dậu xỉu, thế là chị bảo thôi cái tị này cũng hơn mình 8 tuổi thì thôi cũng ổn, thế là chị chọn. Thì chị bảo là không, ngày xưa thì không hợp lắm, nhưng mà mình thôi thì cái tuổi nó hợp thì cũng còn đỡ. Vì thế những cái sách mà tử vi, những cái sách mà về tướng số này, em học em chọn lọc lắm. Đấy, nó không còn đúng nữa. Bây giờ em vứt một xó hết. Em chỉ tin vào môn chỉ tay thôi. Bởi vì cái chỉ tay nó sẽ phản ánh đầy đủ. Nãy giờ chị cứ khẳng định với em là ủ tị dậu xỉu này là tam hợp, chứ ngày xưa tôi coi là các thầy nói như vậy. Nhưng mà thực chất nó không phải. Trên ghế nhà trường mình học 1 cộng 1 thì bằng 2. Nhưng bây giờ một ra xã hội 1 cộng 1 có bằng 2 đâu. Không phải như vậy. Nó khác liền. Nhưng mà về cuối đời, kinh tế của chị rất khá, rất là đầy đủ. Bởi vì bản thân chị bươn trải ra đời rất sớm, va chạm cuộc đời rất sớm. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu khổ ải, chị đã vượt qua hết rồi. Rồi cuối đời tích lũy được khối tài sản gọi là tạm tạm. Giàu thì chắc chắn không giàu được rồi, nhưng mà cũng gọi là ổn, để lo cho mình cái hậu vận. Con cái của chị sau này các cháu thành đạt lắm. Đây là cái thứ rất là may mắn nhé. Người cha mẹ nào cũng vậy, nuôi con, mong con cái sau này nó thành đạt, nó không quậy phá mình. Đấy là cái điều may mắn. Thì bây giờ chị đạt được điều này rồi. Đúng chưa? Đúng hay sai? Thì cháu lớn thì bây giờ thì cháu vẫn đang đi làm, còn cháu nhỏ thì tức là chị mới sinh thêm một cháu nhỏ, bây giờ cháu mới có 5 tuổi thôi, nên vẫn còn rất là nhỏ. Lớn thì đi làm thì công việc tạm thời trước mắt là ổn định. Còn cháu nhỏ thì hiện tại rất ngoan. Đúng rồi. Nghe lời. Bởi vì nó hiện hết trong mẫu bàn tay của chị. Gia đạo của chị làm sao, công việc như thế nào, hậu vận ra sao, nó đều nói rõ hết. Và cẩn thận cuối đời bệnh tật nhiều. Khi em nói câu này thì chắc nhiều người sẽ nhảy bổ vào bảo ông thầy này cuối đời ai chả bệnh, ai chả có tật. Nhưng mà riêng bản thân chị là bệnh tật khác. Bệnh tật của chị là bệnh tật chữa không khỏi. Có nghĩa uống thuốc để cầm cự, uống vào thì đỡ, mà hết thuốc thì đau lại. Đấy. Cuối đời của chị sẽ hay bị mắc những căn bệnh như vậy. Do ngày xưa chị cực quá, cứ lao đầu làm, không biết giữ sức khỏe. Nhiều khi cứ mải làm mải ăn, bắt đầu là bữa cơm ăn vội ăn vàng. Đúng rồi. Không có thời gian mà ăn một bữa cơm đàng hoàng nữa cơ. Cả ngày uống một cốc cà phê đấy em ạ. Chính xác đấy.
Đấy, ngày xưa không biết giữ gìn thì bây giờ làm sao cuối đời tuổi thọ tốt được đây, bệnh tật đỡ được đây. Mua một chiếc xe máy, một chiếc ô tô, một chiếc tivi, một chiếc tủ lạnh. Nó có thể sử dụng đến 10 năm, 20 năm. Nhưng mà có thể được 30 năm. Nhưng mua về mình không biết giữ gìn, không biết bảo quản, không biết sử dụng đúng cách, nhiều khi 5 năm nó đã hư rồi. Thì đấy, sức khỏe của bản thân lúc trẻ không biết giữ gìn thì bây giờ về già trả giá thôi. Lại có vong trẻ nít đi theo. Ôi trời. Cái vong này là vong bằng vai với chị chứ không phải của chị. Ừ. Có nghĩa là ba mẹ chị lúc trước có sơ sẩy. Có. Có đi theo chị. Ừ. Đọc kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho anh em huynh đệ này đi. Kinh điển. Đúng rồi, kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho anh em huynh đệ này để cho anh em huynh đệ này sớm được siêu thoát. Ừ. Cái phần này ba mẹ chị thiếu sót thì bây giờ chị làm lốt đi. Rồi. Còn năm nay 52 tuổi, vận trình của chị sẽ là sao Thái Dương. Năm nay thì công việc nghe có phần ổn hơn, tâm tư nó sẽ thoải mái hơn, chứ mấy năm trước thì mệt mỏi te tua, tiền mất bạc, nhiều, tiền bạc mất thất mất thoát, làm đâu hư đó, động đâu bể đó. 3 năm đấy, 2021 này, 22, 23 này, té tua luôn, sạch banh luôn. mất hết đấy bạn, toàn bị mất để động cái gì mất cái đấy. Nhưng năm nay bắt đầu từ tháng 5, tháng 6 này đỡ hơn. Ừ. Mọi thứ tốt hơn, tài lộc ổn hơn. Ừ. Năm nay chị có thể triển khai bất cứ mọi cái dự định gì. Đầu tư mở mang hùn hạp hoặc là làm bất cứ điều gì cũng được. Ừ. Bởi vì năm nay là cái năm thuận của chị rồi. Chị mới hỏi em là cái thực ra thì em nói bệnh tật thì cũng là đúng đấy. Chị bệnh tật thì chị cũng sức khỏe của chị thì tại vì thực ra thì chị cũng theo dõi nhiều cái video của em ấy thì chị biết là cái bàn tay của chị là già nó sẽ rất là ốm, rất là sức khỏe là nó không không tốt. Thế em xem chị là cái tuổi thọ của chị thì có thọ tại vì ra cháu thứ hai thì chị cũng rất là còn nhỏ. 70 nhé. À 70 tuổi hả? Yên tâm. 70 tuổi thì cũng còn tạm được lắm. Lay lắt vậy thôi nhưng mà sống vẫn còn lâu lắm, 18 năm nữa cơ. Ừ. Thế là 70 tuổi. Em xem cho chị là tức là sau này là của chị là hậu vận cũng là kinh tế là ổn đúng không? Không bị thất thoát cái gì đúng không? Đúng rồi, chính xác là như Ừ. vậy. Ừ. Nhắc nhở một điều nhé, đừng cho ai vay mượn tiền bạc quá nhiều. Đây là cái điều chị phải lưu ý. Ừ. Cho vay mất hết. Cho mượn mất hết. Từ trước này cứ cho mượn là mất rồi. Bây giờ thì chị đang cho cái chú em của chị vay 3 tỷ thì không biết là như... chị cũng lại lo lo. Nhưng mà chắc là cũng không có vấn đề gì tại vì chị cũng cho chú ấy vay nhiều lần rồi. Chứ còn từ trước đó là cứ cho ai vay là mất hết, cứ cho vay là mất, không lấy lại được, động một cái gì là mất cái đấy. Nhắc nhở cuối đời rồi, Ừ. đừng có dại mà đi thả gà ra là tự đi đuổi nữa. Ừ. Gom lại ai hỏi bảo không có hoặc là cho vay ít thôi, họ hỏi vay 3 tỷ thì bây giờ bảo tôi bây giờ chị có 500, chú có cầm tạm, bây giờ chị lo việc này việc kia giờ thì hết rồi, để cuối đời đỡ phải 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 ân hận. Nhỡ đâu chú em của chị làm ăn không được thì sao? Rồi em nhìn chị là có số mất của vì tin người. Đúng rồi. Nhiều khi cái lúc họ vay mượn họ là người rất đàng hoàng nhưng mà cái thời thế đẩy cho họ vào khó khăn. Đấy. Cái mũi của chị lỗ mũi nó hớt lên thế kia. Đúng rồi. Chị bị hách mũi, chị bị hách mũi là mất của Thì đã. đấy. Vì thế em phải dặn dò cho chị để mà ngăn chặn những cái Ừ. gì đáng tiếc nó xảy ra. Đấy, dặn từ lúc trời chưa mưa chứ đừng cái lúc mà để cho vay rồi không lấy được lại bắt đầu là mới quay tìm thầy thì thầy chả cứu được. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh nhé. Chị nhớ rồi. Thực ra thì bây giờ thì mình cũng
chị là rất là tin người, rất là cả tin tin người mà rất là thương người đấy, đại để như thế. Cho nên là mình cứ hay 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 động lòng ấy, nhiều khi là cứ hay giúp đỡ người khác. Thì là ngày xưa thì mấy chục năm thì chị đi lao đã làm ăn rồi, thì bây giờ thì chị chủ yếu là chị ở nhà thôi, nội trợ. Còn ông xã thì chị thì là cũng đất cát đấy, thì là chị cũng có rất là mấy miếng đất, nhưng mà bây giờ có muốn bán thì không bán được, thì không biết là liệu liệu sang năm thì có bán được không, để chị chuyển đổi sang, chẳng hạn để chị chuyển đổi sang cái khác. Không, không nên. Không nên. Lúc này em thấy chị chưa cần tiền cho lắm, chưa cần thiết. Chị cứ để đó cho nó tăng giá, để 3-4 năm cho nó tăng giá. Thì bất động sản nó sôi động lại bán. Bây giờ em thấy chị cũng chưa cần tiền cho lắm nhé. Đúng rồi, đúng rồi, chị cũng chưa. Bây giờ bán về cầm tiền chả biết đầu tư đâu, chả biết làm gì. Thôi cứ để đó cho nó tăng giá đi nhé, không cần vội vàng. Em có thể xem giúp chị được không? Tức là bây giờ chị có một khoản 2 tỷ chị gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng, tức là ngân hàng bây giờ em cũng biết cái ngân hàng KF phê đen đấy. Ngân hàng vừa, tức là mình gửi tiết kiệm nhưng mà nó lại cho mình là đi là đầu tư chung đấy. Là mấy năm nay thì chị vẫn chưa lấy được tiền ra, để cái khoản đấy liệu có bị mất không? Mất thì chưa mất, nhưng mà cái số tiền nó đã đầu tư như vậy đã bị thua lỗ. Chắc nhân viên ngân hàng nó tư vấn cho chị là bây giờ gửi thì lãi suất nó thấp lắm, bây giờ nó tư vấn cho chị là nên dùng cái tiền này để đầu tư cùng công ty nào đó, đúng không? Song hành để cái tiền lãi nó cao hơn, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng bây giờ là lỗ rồi đấy nhé. Rút ra cũng chả đáng được là bao đâu đâu nhé. Dại quá. Mấy cái đứa ngân hàng nó làm việc tắc trách. Mấy năm rồi em ạ, mấy năm thì chưa lấy được tiền ra. Có rút ra bây giờ, có rút ra bây giờ nó cũng báo chỉ được có vài trăm triệu thôi. Thế à? Đấy. Chồng chị thì em xem chồng chị cuối đời sức khỏe thì chắc là có ổn không em? Ông này thì hiện tại vẫn ổn, nhưng mà cuối đời ông cẩn thận các bệnh về cao huyết áp, tim mạch. Bởi vì là người cục tính quá, nóng tính quá. Càng lúc càng già càng khó tính. Đúng rồi, càng già càng khó tính. Thì đấy, sẽ khiến cho chị mệt mỏi. Và sau này ông bị các bệnh về cao huyết áp này, tim mạch này, đột quỵ này, để ý. Ông đấy đi trước chị đấy, trông vậy thôi nhưng mà đi trước chị đấy. Ôi nhá. Thằng nào nóng tính hơn thì thằng đấy đi trước. Ôi nhá. Ông đấy đi trước chị á. Ví dụ chị 20 năm nữa chị mới đi, thì ông này cỡ 10 năm nữa ông đi, kiểu vậy thôi. Chị thế à, chị cứ nghĩ là anh ấy sẽ sống thọ hơn chị rất là nhiều, tại vì bố mẹ anh sống thọ lắm. Bố mẹ anh ấy hiền hậu. Bố mẹ anh ấy hiền hậu, từ tốn. Còn anh ấy làm sao? Nóng tính, cộc cằn. Anh ấy khác bố mẹ anh ở cái điều đó, vì thế anh ấy không được thọ như bố mẹ anh ấy. Chị thấy nhận xét ông bà ấy hiền hậu không? Đúng rồi, đúng rồi. Ông bà hiền hậu phúc đức lắm em ạ. Đấy, người ta hiền hậu, hiền lành, hiền hậu thì mới tuổi thọ mới tốt được. Tính thì cục tính, nóng tính, lấy đâu mà sống thọ? Không sống thọ được đâu. Cái điểm khác là như vậy nhé. Giá mà ông ấy hiền hậu như y hệt ba mẹ thì nó đã là khác rồi. Có người nào nóng vội, nóng tính mà sống thọ đâu, khó lắm. Trên bàn tay chị thì nó có thể hiện là cái nhà chị đang ở, thì em thấy có ổn không em? Căn nhà này chưa phải là căn nhà cuối cùng, sẽ còn có sự thay đổi, chuyển đổi một lần nữa. Ôi dồi, lại thay đổi nữa. Đúng rồi. Từ trước đến giờ em thấy chị thay đổi nhà cửa nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Lại thay đổi. Đúng rồi. Nhưng mà rất đáng mừng, bởi vì thay đổi theo chiều hướng tích cực chứ không phải là xấu đi nhé. Chị tưởng là đây là bến đỗ cuối cùng chị rồi, bây giờ lại thay đổi tiếp. Chưa đâu, con cái chị sau này nó lớn lên thì bắt đầu là mọi nhu cầu cũng mọi thứ nó sẽ có sự thay đổi. Nhưng mà đều thay đổi theo chiều hướng tích cực chứ không phải xấu đi, nên chị cứ yên tâm nhé.
Thôi được rồi, thế là tức là em nói đi, chị cũng yên tâm là về già là có tiền có của, cũng không 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 thất thoát, không mất mát nhiều nữa này.